Debbie. Hello. Bà thử đi không nè. Lấy mẫu. Không ai cho em thế này được. Tiết tiết con tiết tiết đi hái cái mình đã lật ao cũng là khăn khéo khăn khéo mình chỉ lật ao she is a loner she doesn't have any sibling to take care of her always got attacked from under the rest of them even their ear or the fur got the tree that they can cannot climb by themselves. Mami chụp một ai mami chụp một. They always their sibling to help them. Mami chụp một ai cắn. She doesn't like the bat. Mà cần mẹ, mẹ mami mời chụp một con mà ngắt. Ồ, nè một cái này con này. Đấy con khởi chứ vơi. Khởi chứ. Yêu mình sạch tí gì ta. Mà chụp tất chịa mẹ. Mẹ mình nán lật ai con không nè. No, nobody. There is no sibling to take care of her. Con ai ơi mà mi chun ai tiết mình cả kịch. That's why. All of our cat, they have a sibling when they got dirty and they cannot clean some spot by themselves, their sibling will help them lick out the dirt.